Wow, Timmy, hãy xem này. Thật là thú vị, chúng ta chơi với chúng đi. La 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 la, đồ hàng rất nhiều. La 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 la, mình chọn chi đây? La 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 la, chỉ nhường em chọn. La 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 la, mình cùng chơi vui. Em thích cái này. Ta là anh hùng cùng nhau bay đi khắp nơi, mang lại cho đời bình yên, không quái vật và yêu quái. Chúng mình không sợ. Đây là dụng cụ, chúng rất nguy hiểm. Các con không được lấy chúng ra chơi đùa, để bố cất đi nhá. La 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 la, đồ hàng rất nhiều, lại nhìn mà xem. La 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 la, mình cùng nhau chọn, chọn được rồi đây. Nó không nhận chút nào. Xem kìa có gì đằng kia, ôi ôi cháy nhà. Mau chạy lại thật là nhanh, cụ phu mơ cứu người. Lửa đang cháy lớn, phun nước thật nhiều nhanh nào. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, phun nước thật nhiều nhanh nào. Yeah, 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 yeah. Ôi sao thế kia, có mùi gì rất khó chịu. Mùi này thật ghê quá đi, không phải là đồ chơi. Đó là bình xịt diệt côn trùng, nó rất nguy hiểm. Các con không được lấy nó ra chơi, chúng ta chỉ dùng nó để diệt côn trùng. La 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 la, đồ hàng rất nhiều, lại nhìn mà xem. La 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 la, mình cùng nhau chọn, chọn được rồi đây. Không thấy mùi khó chịu nữa. Bây giờ mình cùng lại chơi, công an bắt trộm, mang lại cho đời bình yên, nay có chúng tôi. Mình đi bắt cướp, đứng lại chưa có chạy. Hay ho hay ho hay ho, đố chỉ bắt được. Hay ho hay ho hay hay, à ôi bốc cái chân. Ao 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 ao, thật là đau đau quá, không phải là đồ chơi. Các con đừng đội túi ni lông lên đầu, nguy hiểm lắm. Đây không phải là đồ chơi, các con đừng lấy chúng ra chơi. Đồ chơi của các con đây này. Mèo. Bộ dụng cụ cơ khí rất nguy hiểm để chơi cùng, đừng động vào chúng. Vâng ạ. Hãy phân biệt đồ chơi của các em với những vật dụng nguy hiểm nhé. Tủ vít, ổ cắm điện, ốc vít đều là dụng cụ cơ khí, chúng ta không được chơi với chúng. Bút sáp màu, tai nghe đồ chơi và các khối xếp hình đều là đồ chơi, chúng ta có thể chơi với chúng được. Các em đã hiểu chưa nào? Mẹ ơi! Mẹ nhìn con này. Yêu.
những thứ mà ta đang có này. Bé yêu à, hãy suy nghĩ lại, mau xem mình có những gì. Ta biết rằng con tốt bụng thật không đúng khi mình ghen tị. Nếu bạn cảm thấy ghen tị, hãy mạnh dạn nói lên cảm xúc của mình. Và nếu bạn nhận ra người bên cạnh mình cảm thấy buồn, trước tiên hãy hỏi xem họ có ổn không. Em cũng muốn chơi với cái xe này cơ. Được thôi. Và rồi bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Bụng mình sao thế, rất khó chịu. Mình cần phải chơi tiếp, nhưng mình không thể. Nhìn đi, vệ sinh rồi. Ôi không, ướt hết quần rồi, ướt hết rồi. Con đang cảm thấy khó chịu này. Ôi con yêu. Ôi không, con đừng lo, không sao đâu. Này con, khi bụng thấy khó chịu thì nên cần đi ngay, cần vào nhà vệ sinh. Và mình không nên chơi nữa con à. Nhớ cởi quần ra trước con nhé. Con ơi không nên vội, hãy luôn nghe lời. Đây toilet ta ngồi, bịp 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 bịp. Giờ mình đã hết bồn đi vệ sinh rồi, còn xong rồi ạ. Giờ chúng ta rửa tay nhá. Này con, khi bụng thấy khó chịu thì nên phải đi ngay, cần vào nhà vệ sinh. Và mình không nên chơi nữa con à. Nhớ cởi quần ra trước con nhá. Con ơi không nên vội, hãy luôn nghe lời. Đây toilet ta ngồi, pi 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 pi. Con xong rồi ạ. Hãy lau bằng giấy vệ sinh nhá. Làm sao đây? Cần vào nhà vệ sinh. Và mình không nên chơi nữa nhé bạn. Tớ đã có thể tự đi vệ sinh rồi. Tớ đã lớn hơn nhiều. Yay yay yay. Mèo. Khi chúng ta buồn đi vệ sinh, hãy dừng việc mình đang làm lại và đi vệ sinh ngay. Không được nhịn đi vệ sinh. Nếu các bạn đang ở một nơi lạ lẫm, hãy nhờ ba mẹ dẫn mình đi vệ sinh. Mình xong rồi, giờ chơi tiếp nào. Đây, chúc cháu một ngày vui vẻ. Cháu là cô bé ngoan. Cháu tự đi mua sắm đồ cho mẹ đấy. Tạm biệt. Tạm biệt. Hãy bước thật nhẹ, bước nhẹ. Hãy bước thật nhẹ, bước nhẹ. Hãy bước thật nhẹ, bước nhẹ. Mình vừa nghe tiếng bước chân ai đang theo mình. Mình chạy chạy thật xa, hắn hắn ta vẫn cứ tiến gần. Này người lạ đừng lại gần nhé. Có người lạ đang theo dõi mình, phải làm sao đây? Bước nhẹ nhẹ nhàng chạy thật nhanh. Hãy bước thật nhẹ, bước nhẹ. Hãy bước thật nhẹ, bước nhẹ. Hãy bước thật nhẹ, bước nhẹ. Mình vừa nghe tiếng bước chân ai đang theo mình. Chạy nào chạy thật nhanh. Chạy vào một cửa hàng mình trốn rồi nhờ người giúp. Chắc là an toàn rồi, mình đi tiếp thôi. Bước nhẹ lại lao hàng. Mình vừa nghe tiếng bước chân ai đang theo mình. Mình phải thật bình tĩnh, thật nhiều người.
người mình phải nhanh chân làm người lạ mặt sau. Mình đi nhà được rồi. Hai bước thật nhẹ, hai bước thật nhẹ về nhà mau đi thôi. Ba đây rồi. Mimi, Mimi, con thật dũng cảm. Chúng ta cùng về nhà nhé. Mèo. Khi bạn ở trên đường, hãy nhớ luôn tập trung vào đường mình đi. Hãy chú ý cẩn thận những âm thanh xung quanh mình. Và nếu bạn cảm thấy có điều gì đó lạ, đầu tiên hãy cố giữ bình tĩnh. Sau đó, hãy nhanh chóng đi đến nơi đông người. Ví dụ như các cửa hàng gần đấy. Cuối cùng, hãy nhờ các bác cảnh sát hoặc nhân viên cửa hàng gọi điện cho ba mẹ mình. Mẹ ơi! Ba đến đón con đây. Hãy thảo luận với ba mẹ mình để biết được chúng ta cần phải hỏi sự giúp đỡ của ai khi mình gặp rắc rối nhé, các bạn nhỏ. Chọn la 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 la, mình cùng chơi vui. Em thích cái này. Ta là anh hùng cùng nhau bay đi khắp nơi, mang lại cho đời bình yên, không quái vật và yêu quái. Chúng mình không sợ, hu hu hu, ha ha. Xông vào ta gan dạ, tìm ra tên yêu quái. Ôi nào cái chân. Đây là dụng cụ, chúng rất nguy hiểm. Các con không được lấy chúng ra chơi đùa. Để bố cất đi nhá. Là lạ lạ lạ, đồ hàng rất nhiều, lại nhìn mà xem. Là lạ lạ lạ, mình cùng nhau chọn, chọn được rồi đây. Nào không nhận chút nào. Xem kìa có gì đằng kia, ôi ôi cháy nhà. Mau chạy lại thật là nhanh, cùng phương mơ cứu người. Lửa đang cháy lớn, phun nước thật nhiều nhanh nào. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, phun nước thật nhiều nhanh nào. Yeah, 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 yeah. Ôi sao thế kia, có mùi gì rất khó chịu. Mùi này thật ghê quá đi, không phải là đồ chơi. Đó là bình xịt diệt côn trùng, nó rất nguy hiểm. Các con không được lấy nó ra chơi. Chúng ta chỉ dùng nó để diệt côn trùng. La 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 la, đồ hàng rất nhiều, lại nhìn mà xem. La 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 la, mình cùng nhau chọn, chọn được rồi đây. Không thấy mùi khó chịu nữa. Bây giờ mình cùng lại chơi, công an bắt trộm. Mang lại cho đời bình yên, nay có chúng tôi. Mình đi bắt cướp. Đứng lại cho có chạy, hay ho hay ho hay ho. Đố chỉ bắt được, hay ho hay ho hay. Các con đừng đội túi ni lông lên đầu, nguy hiểm lắm. Đây không phải là đồ chơi, các con đừng lấy chúng ra chơi. Đồ chơi của các con đây này. Bộ dụng cụ cơ khí rất nguy hiểm để chơi cùng, đừng động vào chúng. Vâng ạ. Hãy phân biệt đồ chơi của các em với những vật dụng nguy hiểm nhé. Tua vít, ổ cắm điện, ốc vít đều là dụng cụ cơ khí, chúng ta không được chơi với chúng.
bút sáp màu, tay nghe đồ chơi và các khối xếp hình đều là đồ chơi. Chúng ta có thể chơi với chúng được. Các em đã hiểu chưa nào? Yay! Yay! Mimi, còn cần phải cất đồ chơi trước đi đã. Không xem tivi. Hôm nay là ngày dọn dẹp. Con có thể xem tivi sau khi chúng ta dọn dẹp xong. Con thật sự rất là ghét mẹ. Ghét mẹ. Mẹ hãy đi chỗ khác đi. Con à, con à, dù là con không thích hay tức giận với mẹ, mẹ vẫn rất yêu con. Đừng nói những lời như vậy, tổn thương sẽ đến với mọi người. Và con đã làm mẹ rất buồn. Dù là khi con giận dữ, bình tĩnh con hãy nói ra. Hãy nói nhẹ nhàng, hãy nói chậm, giúp cho mọi người hiểu bé yêu. Dù là khi con giận dữ, bình tĩnh con hãy nói ra. Nhẹ nhàng hãy nói chậm, giúp cho mọi người hiểu nhé con à. Con thực sự là ghét ba. Ghét ba. Ba hãy đi chỗ khác đi. Con à, con à, dù là khi không thích ba, biết là con giận, thì ba vẫn rất yêu con. Đừng nói những lời như vậy, tổn thương sẽ đến với mọi người. Và ba đã thấy mình rất buồn. Dù là khi con giận dữ, bình tĩnh con hãy nói ra. Hãy nói nhẹ nhàng, hãy nói chậm, giúp cho mọi người hiểu bé yêu. Dù là khi con giận dữ, bình tĩnh con hãy nói ra. Hãy nói nhẹ nhàng, hãy nói chậm, giúp cho mọi người hiểu nhé con. Dù là khi ta giận dữ, thì hãy nhớ nói ra. Hãy nói nhẹ nhàng, hãy nói chậm, sẽ không nói lời khó nghe, vì nó sẽ tổn thương mọi người. Yêu ba mẹ, thật yêu ba mẹ. Ba mẹ cũng yêu các con. Mẹ ơi, ba ơi, chúng con rất xin lỗi. Con sẽ nói nhẹ nhàng và chậm lại. Con cũng vậy. Mèo. Chị Mimi. Ôi không. Khi bạn cảm thấy tức giận, trước tiên hãy hít một hơi thật sâu. Sau đó hãy nói với mọi người cảm xúc của mình và lý do tại sao bạn cảm thấy tức giận. Chị đang vẽ tranh. Chúng ta cùng chơi sau nhé. Vâng ạ. Như vậy mọi người sẽ hiểu bạn hơn và cũng không bị tổn thương bởi những lời nói khi giận của bạn. Các con, cẩn thận đấy. Em không bắt được chị đâu. Em bắt được rồi. Cá mập của em là tuyệt nhất. Cá mập của em đâu rồi? Cá mập đâu mất rồi? Chúng ta chia nhau ra tìm đi. Em không tìm thấy. Cá
Timmy, sao vậy con? Ba ơi, cá mập của Timmy mất tích rồi. Ồ, đừng lo, chắc nó chỉ ở gần đây thôi. Nhưng con không thể tìm thấy nó ở đâu cả. Con đã tìm ở trong phòng của con chưa? Phòng của con. Ồ, không, đồ chơi ở khắp mọi nơi, cứ như là đang bơi trên biển vậy. Đúng thế ba, vì bọn con đã chơi cướp biển ở đây nhiều lần rồi. Nhưng cá mập của con đâu? Cướp biển cá mập chắc chắn đang ở trong biển. Chúng ta hãy đổi thành cảnh sát tí hon và cùng tìm cướp biển cá mập. Được ạ. Cảnh sát Mimi, cảnh sát Timmy, đi nào. Cá mập, cá mập, bạn ở đâu rồi? Không có ở đây. Đây là tên lửa. Cá mập của em. Chúng ta tìm thấy bạn rồi. Nhanh lên. Có nhiều đồ chơi quá, cá mập sẽ trốn trong đống này nên mình không thể tìm thấy nó. Hay chúng ta cùng nhau cất dọn đồ chơi trước đi. Ý hay ạ. Như vậy thì cá mập sẽ không có chỗ để trốn. Đúng thế. Có quá nhiều đồ chơi, chúng ta nên cất cái gì trước đây? Cá mập thích trốn đằng sau những đồ chơi lớn. Chúng ta hãy cất những món đồ chơi lớn trước đi. Được, cảnh sát. Cái này và cái này nữa. Nhìn nàng kia kìa. Đứng lại ngay. Con tìm được nó rồi. Hãy nhớ là phải luôn cất gọn đồ chơi nhá. Vâng ạ. Con nhớ rồi. Yay. Wow. Cá mập đáng sợ tới đây. Cá mập tới đây. Mèo. Mimi, phòng của con bừa bộn quá. Chúng ta cùng dọn phòng nào. Vâng ạ. Đồ chơi. Cất vào đây ạ. Bút màu.
Vậy gấu bông của con cất ở đâu? Trong hộp đồ chơi của con ạ. Wow! Hãy thường xuyên dọn phòng và bạn có thể tìm được mọi thứ dễ dàng hơn khi cần dùng. Nhìn này! Các con! Nhìn đây! Nào ta hãy tô màu vào xe chữa cháy này. Màu, màu, hãy chọn màu. Màu đỏ ngay đây rồi, mình tô ngay thôi nào. La 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 la. Đỏ nhé, đỏ nhé. Màu đỏ tô xe chữa cháy đây. La 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 la. Xe chữa cháy màu đỏ. Đi đi nhanh thôi, xe chữa cháy đây rồi. Đi đi nhanh thôi, xe chữa cháy đây rồi. Mình cần dùng vòi phun. Nào ta hãy tô màu vào xe cảnh sát này. Màu màu hãy chọn màu. Màu xanh dương đây rồi, mình tô ngay thôi nào. La 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 la. Xanh dương nhé, xanh dương nhé. Màu xanh dương ta hãy tô nào. La 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 la. Nào ta hãy tô màu vào xe cứu thương này. Màu màu hãy chọn màu. Màu trắng ngay đây rồi, mình tô ngay thôi nào. La 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 la. Màu trắng, màu trắng. Mình cùng tô xe cứu thương nào. La 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 la. Xe cứu thương đến giúp. Đi đi nhanh thôi, xe cứu thương đây rồi. Đi đi nhanh thôi, xe cứu thương đây rồi. Hooray! Xe cứu thương màu trắng. Oh! Yeah! Yeah! Meow! Đây là màu gì? Màu đỏ. Xe cứu hỏa màu đỏ. Ui à, ui à. Đây là màu gì? Màu xanh dương. Xe cảnh sát màu xanh dương. Đây là màu gì? Màu vàng. Xe bus màu vàng. Chúng ta đã được học về màu sắc của các loại xe. Mẹ ơi, răng con đau quá. Con yêu, chúng ta phải đi khám răng ngay. Đừng lo lắng, cô sẽ giúp cháu. Nói a nào. Chúng là vi trùng sâu răng. Giúp nhé, đuổi sạch hết vi trùng. Nước phun vào nhé, sưu 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 sưu. Đánh răng sạch sẽ, đuổi sạch hết vi trùng. Suýt suýt nữa đi. Hả? Đâu mất rồi? Ôi không, răng sạch quá. Ôi không, ôi không. Răng ta đã sạch sẽ, đuổi sạch hết vi trùng. Ôi không, răng sạch quá. Ôi không, ôi không. Răng ta đã sạch sẽ, đừng quấy rối xung quanh. Nhưng cháu vẫn bị đau. Bởi vì vi trùng vẫn còn ở trong răng của cháu đó. Đau sao rồi
hãy để cô giúp nhé đuổi sạch hết vi trùng. Giúp răng sạch sẽ, du 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 du, giúp răng sạch sẽ đuổi sạch hết vi trùng. Nếu hàng ngày cháu đánh răng thật sạch, chúng sẽ không dám đến nữa. Vâng ạ. Mèo. Ngoài việc phải thường xuyên đánh răng để bảo vệ răng miệng, chúng ta cần phải đi kiểm tra răng miệng định kỳ ở phòng khám nha khoa. À nào. Bác sĩ nha khoa sẽ giúp các bạn làm sạch răng miệng bằng cách làm sạch các mảng bám, thậm chí ở trong các ngóc ngách nhỏ nhất. Và nếu phát hiện ra vi khuẩn gây sâu răng, bác sĩ sẽ đuổi chúng đi ngay. Như vậy, bạn sẽ có một hàm răng khỏe mạnh. Các bạn hãy nhớ đi khám răng định kỳ nhé. Ôi không, điều hòa chưa tắt. Điều gì đã xảy ra với những chú gấu Bắc Cực vậy? Nhìn này ba chú gấu nằm ngủ trên băng kia. Gấu lăn tròn, gấu lăn tròn. Một chú gấu Bắc Cực rơi xuống nước. Nhìn này hai chú gấu nằm ngủ trên băng kia. Gấu lăn tròn, gấu lăn tròn. Một chú gấu băng cực rơi xuống nước. Một chú gấu đang nằm ngủ trên băng kia. Gấu lăn tròn, gấu lăn tròn. Là chú gấu Bắc Cực rơi xuống nước. Những chú gấu Bắc Cực đã bị mất nhà, xin hãy giúp chúng. Chúng ta sẽ giúp chúng như thế nào ạ? Hãy nghĩ cách làm mát không khí để băng sẽ không tan. Zoom, bay đến Bắc Cực nào. Ba ơi, hãy cùng nhau giúp đỡ những chú gấu Bắc Cực này nhé. Bà không nghĩ đó là một ý kiến hay đâu. Bà sẽ làm đó. Những thiết bị điện đây, đừng lãng phí điện bạn ơi. Trái đất của mình đang nóng lên. Những đồ điện tử tạo ra khí nhà kính khi chúng được dùng quá nhiều. Trái đất ấm rồi bạn ơi. Trái đất ngày càng nóng lên. Băng cũng tàn hết. Hey, bảo vệ trái đất thật tốt. La 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 la, bảo vệ trái đất thật tốt. Tiết kiệm điện nhé các bạn, bảo vệ trái đất thật tốt. La 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 la, nhớ hãy tiết kiệm. Tắt điện khi ta không dùng. Bạn có thể giúp gấu Bắc Cực bằng cách tắt các đồ điện tử khi không dùng. Không không không, như vậy là chưa đủ. Mọi nơi mình biết phải làm sao. Trái đất của mình đang ốm đây. Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta hãy nhặt rác nào. Vâng ạ. Bảo vệ trái đất thật tốt. La 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 la, bảo vệ trái đất thật tốt. Hãy dọn rác ngay các bạn, bảo vệ trái đất.
phân loại rác thải như thế nào đây? Thức ăn thừa cho vào đây. Chai nhựa vào đây ạ. Hộp giấy vào đây ạ. Hãy cùng trồng một cây xanh nào. Bảo vệ trái đất thật tốt. La 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 la, bảo vệ trái đất thật tốt. Ta trồng những cây xanh này, bảo vệ trái đất thật tốt. La 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 la, cho trái đất tươi đẹp. La 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 la. Hãy học những mẹo mà chúng ta có thể làm hàng ngày để bảo vệ trái đất. Tắt hết các đồ dùng điện tử. Đã đóng. Tắt vòi nước. Đã tắt. Mang theo túi mua hàng của bạn khi đi mua sắm. Cố gắng ít sử dụng đồ dùng một lần hơn. Đã xong. Hãy cùng nhau làm điều này. Chúng ta có thể giúp đỡ những chú gấu Bắc Cực. Ra ngoài thôi mọi người ơi. Timmy, con sao vậy? Timmy, có rất nhiều bụi trên sàn nhà. Hãy dùng máy hút bụi để làm sạch sàn nhà. Máy hút bụi? Tuyệt! Con thích máy hút bụi! Bạn mình là robot, mình thường hay quét nhà. Sàn nhà này bụi đang bám dính, hãy hút hết bụi. Nào nào ta hút hết đi đám bụi kia. Dừng lại. Nào nào ta hút hết đi đám bụi kia. Sạch rồi. Đây sàn nhà đã hết bụi. Tôi sẽ tuần tra những nơi khác. Ok. Chào bạn, mình là robot, mình thường hay quét nhà. Kia gầm bàn cùng nhìn xem nhé, mình sẽ hút hết bụi. Nào nào ta hút hết đi đám bụi kia. Dừng lại. Nào nào ta hút hết đi đám bụi kia. Sạch rồi. Dưới gầm bàn đã hết bụi. Mình sẽ kiểm tra dưới sofa. Được rồi. Chào bạn, mình là robot, mình thường hay quét nhà. Còn bụi bẩn bay lên ghế, mình sẽ hút hết sạch. Nào nào ta hút hết đi đám bụi kia. Nào nào ta hút hết đi đám bụi kia. Bắt được rồi. Chiếc ghế này đã hết bụi. Bụi đã trốn vào thảm rồi. Đi bắt chúng thôi. Chào bạn, mình là robot, mình thường hay quét nhà. Còn thảm này bụi nhiều lắm, mình sẽ hút hết sạch. Nào nào ta hút hết đi đám bụi kia. Dừng lại. Nào nào ta hút hết đi đám bụi kia. Bắt được rồi, bắt được rồi, bắt được rồi. Nhà thật sạch và thật thơm. Nhà trông thật sạch sẽ. Máy hút bụi thật là tuyệt. Trong nhà chúng ta có rất nhiều bụi bẩn. Nó sẽ làm bạn cảm thấy bị ngứa mắt hoặc làm cho bạn bị hắt xì. Chúng ta hãy cùng dọn sạch nhà nhé. Trên bàn này lau thật sạch.
Trên cửa sổ. Lau thật sạch. Yay. Giờ thì nhà đã sạch bụi rồi. Thật tuyệt. Chúng ta đã sạch sẽ rồi. Yay.